Ở buổi tối muộn rồi nên là cũng chỉ test qua thôi, nếu có cơ hội thì mai sẽ chi tiết sau. Nếu như các bác thấy rằng là con âm ly Aero Cambridge A60 nhiều bác hay lo lắng, không biết là phối ghép với lại những cái đôi loa lớn thì có đánh được không. Ở đây cấu hình đôi Avalon Bass 25 nhé, Bass 25 3 đường tiếng và gân cao su, loa đức 4 ôm đánh rất là thoải mái, với lại con đầu CD Philips 582 siêu hiếm nhé. Thật sự là em này còn rất là đẹp, và còn cả thùng xốp này, còn cả sách này, dây nguồn xịn có cầu chì và khiển khiển rất là đa năng. Tí em sẽ dùng khiển cho tất cả các bác xem. Số to rõ ràng, made in Belgium, 25W nhé, 25W. Nói chung là chơi hay, không có gì phải bàn nữa. Đọc cực nhanh. Đây, đĩa Bảo Yến Phono thôi, cho các bác nghe thử, các bác đeo tai nghe cảm nhận nhé. Em vừa test một đoạn ngắn thôi cho các bác nghe và cảm nhận thử. Còn các bác cần chơi món gì như thế nào, các bác liên hệ với em qua số điện thoại 086 688 0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Nhớ cái bạn Zalo với em nhé. Đấy, các bác có thể thấy đấy, một con âm ly cổ dòng ra cực kỳ lớn. Volume chỉ cần nhích một chút thôi, âm thanh mọi thứ đã lan tỏa rộng khắp cả căn phòng rồi. Trầm xuống rất tốt nhé, trung âm thì khỏi phải bàn luôn. Ghép với lại con đầu CD Philips giải mã 1541AR1 nữa, quá tuyệt vời. Ok, mai em sẽ cụ thể sau với các bác chơi nhá.